Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chúng ta tiên muốn thuở còn điêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ liền cao siêu của thầy. Nhiều thứ thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ tùy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tôn công hòa, phải thật tình với ngay cả chung quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành, vô vi phẩm gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buôn cần cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phí nhân cái gạt lừa. Này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp mà môn quy luật, lúc thật mà chay số sức trao dồi, thật thà xương máu thành hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thấy hiền, không sát tâm cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan chi má. Điều thứ năm quyết không hờn dân, kết ganh chỉ cho bận lòng mình, con xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân cũng tự mà rộng tình vô câu, muốn dịp tay bắt đầu sống nọ là quyền nhân thống khổ ly ta. Đạo vàng tập sống chớ nhận biết bàn không mà xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lẫn lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Việc đồng mà xấu chở búa, đem sấm ma kinh mà tự của thầy ban, học cho thông mà thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn băng băng. Điều thứ bảy quyết tăng công hoàng, an ủi người và cả ốm vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần có, phước đức đó vẫn còn muốn thờ, tuy vô hình đừng ngờ rằng không, con ơi trong quái trần
cõi lòng mà thanh cao. Điều thứ tám, lời nào thầy dạy, dầu khổ lao chớ nài công mà mình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình hay sao. Đừng chấp việc núi cao rừng thăm, hay là đường buông dầm trong gai. Hãy con mà thề giữ con lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín, đạo lành cơ bản, chứ làm sao cho bạn không thù. Từ đây con nhớ rằng tu, mình nhân lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài, đừng hơn người tuy phải ép lòng. Không ham những chuyện mơ mong, vừa nó đồ ấm đeo bông mà chi. Điều chót hết mười, ghi chăm nhớ Phật pháp tăng con nhớ quên ơn. Gia đình nghĩ còn nhiều hơn, tình thương xã hội giúp mà con thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con giáo, có những lời dặn bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng mà thi văn. Nay con cúi đầu lại tổ thầy, công ơn thầy tổ tỏ bày giải khuyên. Dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà, dạy con mến mẹ thương cha, dạy con hiểu được vậy là hiếu ân, dạy con yêu nước mến dân, dạy con học đạo lập thân sau này. Giờ giấc canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con, bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứu cho con đi trở về. Khuyên con nhớ tiền nhớ quê, khuyên con nhớ kỹ lời thề của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng mà con trần miên. Bây giờ con có nhung duyên, được thầy dạy dỗ lên thiền quân ba. Thầy thương thầy đổ cùng lo tròn, gặp nhiều xui rủi nhờ ngờ ơn cái của thầy. Ơn thầy không dám làm ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm.
Phật mỗi ngày cũng được hồi sinh. Giờ này dứt quyền tâm kinh để cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại cầu chứng an. Nguyện cầu đại đức Thiên Hoàng thầy về ân chứng giải vì gian khi chốn này. Lại này con lại tốn ngộ thầy, thương tình hổ đồ cho con mà hồng bài. Ngoài trời lá cát mưa xa, trong phòng lặng lẽ mình thầy với đèn. Lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiệu, hồn bồng chân theo điệu nhạc trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn xa mới biết là nơi liên trì. Lòng tự hỏi đến chi dây nhớ nhị, chưa kịp mà cho liền nghe gió thoảng đường hơi. Liền kề có một hoa tươi cây nở bừng, mùi thơm dịu chưa từng ngửi thấy. Sắc đẹp pha lẫn khói hào quang, tự nhiên tiếng nhạc điệu đàn từ trong mà xem nhịp mưa nhàn trôi lên. Hồn lẫn tiếng thầm tiếng ca gọi, lời ca rằng con hỡi là con đường trần con ngọc đã mòn. Từ xưa giả sắc nay còn tim gan, chừng nào con niết bàn nhập tịch. Nhập mà không mất tất ở con, lời ca trầm mà bông déo doan. Lưng sồi mà tim vẫn còn chi vui, hồn ta vẫn phất theo tiếng ấy. Đứng lặng như mà tờ giấy hình đồng, khác nào như quang hư không. Chính mình lại chẳng ngóng mà trông cái thấy mình. Bỗng có tiếng âm thanh sấm nổ, đón qua sen đã chỗ vừa qua. Ngọn đèn bóng lại mọc khá, trong đèn hiện độ Phật Đà là mười phương. Mỗi Phật mỗi hình chung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tượng trẻ chân gian. Phật nào cũng dân minh vàng, nhưng hào quang có muôn ngàn khúc nhau. Màu nhiệm thay Phật nào ta ngọ, nhưng là Phật có lời xa rằng là con ơi Phật ở không mà xa. Tầm đâu tất thể Phật là đây ư. Hoa này vốn chân như pháp bụng, đèn này là vô hồ diệu năng. Nếu người không có thiện căn, thấy qua qua chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua y hướng trần gian. Trong đèn có pháp chân quang, sức năng hiện khắp mười phán. Cái Phật Đà
mỗi Phật mỗi lời xa chỉ diệu, khiến người xem được căn hiệu căn duyên. Con công là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem cái đèn này. Hỏi niệm mà chi có ngài theo đó, tâm chúng sanh Phật rõ như gương. Con ơi, nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn cái bướm bùng. Con hầu chi muốn cùng chư Phật cứu chúng ma sanh khỏi cuộc can quan. Lòng con cảm đến Phật đà khiến cho thấy được đóa hoa cái sen này. Lời trong qua mở cai lúc nãy, do mười phương thế dài Phật đàn khiến cho qua ứng lời xa. Trong qua có Phật, Phật hơn một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cùng Phật đây có khác hay chăng? Đồng tâm đồng một bản năng, cho nên sắc diện hình dung tung đồng. Lấy dây để mà trong thì biết Phật với phàm giả thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tương khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, tính trong nhào tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở niết bàn, cùng tâm thân tình cùng mà đang từ bi. Con đến đây chỉ cho biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tính mình tâm thần, để rồi lời Phật hiệp hơn chứ to tài. Con ơi, khắp trần ai đang ngủ, màn vô minh phố xây xưa. Ngoài trời ầm mà ý gió mưa, nhà hương sắp mà đổ mang chưa cái tinh hồn. Cành chết ấy Phật không mà muốn có, nên gọi con mà để to đấy nữa. Là người phải biết thương người, còn mau lấy giả bi từ khuyên dân. Trời thấy có dĩ thần hung ác, xẻ ra tay tận sạc nhân gian. Từ người giàu có phận cao sang, đến người đói khát nghèo nàn không. Chỉ có đức mới là chánh còi, tài mây không chống trời quang. Vị thần hay lúc nổi pha, chúng sinh thế giới ta bà chứ nát ta. Có đức có hào quang bao bọc, thần ác không dám xúc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, hay là tự tư lấy mình đây con. Bòn phước đức hơn bòn của quay,
có tiền dư mấy đại cứu dân, ấy là phép nhiệm che thân cho ra khổn mắt để dành tiêu tan. Phật nói xong tay vàng liền chi, nơi phía tay liền thấy Phật ra. Vậy thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi trung lên tiếng, tìm người nghe liền biến cái tâm thần. Mắt tay đều bị mê lần, trời thấy tôi mà ngã lăn chết liền. Dù cho phím thần tiên đi nữa, bị mê rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn, thì là có nó nay còn lại chống được nó ít ai bớt đèn. Ngoài Phật ra một kẻ để thua, Phật thì lấy đức làm vua, Phật thì lấy đức chẳng hề thua ai. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép là không thể cự đương được nào. Đức càng lớn quang hào càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai, đức mẹ của muôn loài. Không có ấp chẳng có ngày nào an, chính các Phật mình vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức công không có Phật đà, đức là nguồn cõi của nhà chân tu. Đạo phong đức đạo màu trắng gọi, đức muốn tên nên mới tu hành. Con ơi muốn đạo quý thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Kinh nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là tem tối diệu linh, gọi con đến để chồng tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhéo đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bật ấp mất đi. Cúi đầu tạ đức từ bi, nhem màu giá chẳng còn ghi nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lúc phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi tham cái cảnh đường ấy. Đèn cao đường ấy có sức năng hiện thấy mười phương, chỉ phàm không thể suy lường, đang cho sanh chúng cũng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy nghĩ, xen bóng nhiên phức phản một cành.
gần sắp lỗ gian đến hải hồng, sắp đến bút rõ cung thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mòn. Khổ nhiều hơn sự an vui đó, không tu có thoát qua mồi mà đã nghe ta. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ mà kẻ ăn mày. Xin có giới bắt ra tay giúp, tuy thân phần bằng cũng rất ra, cũng là người như cả mỗi người. Xin thương tiền nay giúp một lời mười trả, nhân loại sắp bước vào hoạn nạn, vật quý chi cũng tan ra cho. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô giấy bác tỷ cho ít nhiều. Giúp kẻ có là điều phải nghĩa, đồng xu chén gạo tính ba cái bố dùm. Miệng vừa nói mà lưng vừa vui, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kể nghe có tiếng Phật đàn rằng không ơi ấy chính là Quan Âm. Phường lười biếng ăn ngả mày, nào đây là Phật vị Nga Lai, vì câu bi mận ngồi ngoài là chợ đông. Kẻ nào thi một đồng một cắt, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ làm nhiều chất đường nó, người không lầm còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay gót chẳng bên kia. Đồng mà trong ánh ngọc một tia, có gì Bồ Tát đang lê mà gót trần. Qua làm mà một vị qua chật thêm đầy lòng những đức yêu dân, sĩ binh hộ vệ bất cần, một mình đi lại xa gần xét xe. Thương dân thề anh em ruột thịt, vừa giúp dân chẳng tiếc một điều, tức nhà thiếu ruộng ban cho kẻ thiếu điều cài canh, đất cho mặt được lành thân thề, nói cho ăn mà để khỏe mạnh lớn, chẳng bằng không lúc nào quên
Phật gia. Khiến ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân. Khiến cho vàng trẻ sang gần, thấy đều biết cảm luật nhân quả rất bình công vô cùng. Riêng con khéo nên nhận lòng mà tu, trong mà gai thúc tình nhân sanh, khiến người phải có tánh hiền lầm thanh. Ấy là biết cứ phàm tình đấy nhà, nghe lời thầy lòng sống tim tỏ ra, cảm thì tất có ứng ngay, giống nào trái nấy chẳng sai lời thầy. Thật đúng phép thật mà thâm vi diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cùng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong ngôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiệm mà màu sao trước, nhiệm mà màu mới mình biết được đuôi đầu sẽ thông. Khuyên sanh chúng để lòng xét kỳ, còn lấy câu nhân lý mà làm mà theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn theo kinh nghiệm rằng. Rồi tự lực thiện hành không nên Phật thánh cũng thành thiên nhân. Đời có phải là hơn mọi kẻ, căn tinh yêu đáng lẽ tôn sùng. Khuyên người suy xét cạn cùng, để lo cho khỏi lũy chúng kiếp tàn. Vừa theo những lời vàng Phật bảo, tối cần là huyền áo sắc tiêu. Các nào nhà dọc cột siêu, gặp cơn bão tố mà dễ nào đứng an. Cuộc sắc độ tiêu tàn khó tránh, ở trẻ già hãy lánh chừng chờ khi gió thổi vào, mạng căng kia khó giữ sao cho còn. Quý quá thay thầy ngôn vừa bao, cánh màu do tâm tạo mà sang. Nếu đồng tâm với Phật Đà, tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay. Suy nghĩ thế lòng mà đây phơi phơi, tu thì thành chẳng thở nào không. Nguyện đi kêu khắp đại đồng, cho người cũng coi chẳng hồng rắn. Phật xin đòi ơn của đức đại từ, Phật liền nhất miệng mỉm cười, thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép niệm, tay
liền nghe có tiếng lá rung. Nhìn ra trang giới cành hoa chuyển lại dài bận rồi ra cái ngưng liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên là ấy, lá không mà chìm vẫn thấy tự nhiên. Vì ngày nào cũng rất trang nghiêm, đồng thuận cất dòng ngâm lên cái lời màu. Nam mô Đức Bổn Sư A Di. Thầy tổ chứng minh thiện cơ chuyển lập thiên quan chỉ long qua đại hội cận đến rồi thượng ôi là ngài biển thuyền cả vũ trụ đồng kho diêu đòi thay hồng ba bảy mười hai dùng đất nhật nguyệt tinh xương tất hoàng địa cầu nay đã gặp gần qua cuối ngân hà như hình đất nghiêng ngài đại hội một thiên là một trong bài ngày đâu thoát lời chi đó là nước nguyệt ngân đi không hơi mà thờ mặt tình thánh tiên con phật phật liền cứu chữa con tim đôi bữa sống liền con ma chật đật muôn thiên con thần trở lại làm hiền trị dân các điểm hình ấn cần mượn xác mượn ấu nhi tươi tốt tâm thần điểm đi biển thải đảo thành long hoa chừng ngày ấy núi ra bể cả biết thành non nước cả dầu soi phi xa tẩu thạch thủy nhòi đi lên thêm đằng đứng ngồi nào yên bên đông á đất liền Nam Việt nhờ sự tu hiểu biết tương lai muối dưa hẩm khúc qua ngày đợi ngày minh nhật Phật nay định phần Nam Mô Bổn Sư Thích